khóa học kinh doanh cao cấp Keijuku được bắt đầu từ năm 2009. Trải qua 6 kỳ, khóa học đã đào tạo gần 150 học viên, thu hút sự quan tâm của nhiều giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ tại Việt Nam. Mỗi kỳ học kéo dài 10 tháng, trong đó có một tuần đi thực tiễn tại Nhật Bản. Tham gia khóa học này, các học viên thu được nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm bổ ích cho việc phát triển của công ty mình. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm được những cái tinh thần, những cái kiến thức và tri thức mà sự phát triển của Nhật Bản trong những năm qua đã thể hiện rất là rõ. Tất cả những cái gì mà chúng tôi nhận được thực sự là không hề làm chúng tôi thất vọng. Và những cái trải nghiệm của trên thực tế cũng như là tất cả những cái lửa mà các giảng viên đã truyền cho chúng tôi thì cũng giúp cho chúng tôi nhận thức được rất rõ những cái điều mà doanh nghiệp đang chưa đạt được và xây dựng cho chúng tôi một cái khát vọng, một cái động lực để có thể đưa được những cái điều đó vào trong thực tiễn. Điểm khác biệt lớn nhất của khóa học kinh doanh cao cấp này đó là học viên của khóa học đều là các doanh nhân, lãnh đạo các doanh nghiệp. Học viên của khóa học còn được trải nghiệm thực tế ở Nhật Bản, tự mình học hỏi những kinh nghiệm sản xuất và quản lý công ty của doanh nghiệp Nhật, từ đó rút ra bài học cho bản thân và khi về Việt Nam sẽ truyền đạt lại cho đồng nghiệp của mình. Khóa học kinh doanh cao cấp là một trong những chuỗi hoạt động mà cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ cho Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất, đào tạo năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, cách tư duy chiến lược, khả năng phán đoán và năng lực thực hành cho các lãnh đạo doanh nghiệp. Trong giai đoạn tới thì chúng tôi đã cùng với JICA Nhật Bản đang xây dựng một cái dự án mới để trình chính phủ Việt Nam và chính phủ Nhật Bản để tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo này để tạo ra một cái bước mới cho sự phát triển trong việc đào tạo cho các doanh nhân của Việt Nam. Khóa học kinh doanh cao cấp Keijuku là một khóa học mang tính thực tiễn cao nhằm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho ngành công nghiệp Việt Nam. Với chủ trương của chính phủ là xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, và những lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam sau khi tham gia khóa học này hứa hẹn sẽ trở thành những người tiên phong trong công cuộc phát triển và đổi mới ngành công nghiệp nước nhà.